Xin chào và chào mừng các bạn quay trở lại bản tin phân tích cập nhật bộ 3 tham số chung thị trường, chỉ số VN Index, chỉ số VN 30 và chỉ số phái sinh trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích nội dung chi tiết thì các anh chị em của chúng ta sẽ trực tiếp để xem lại video cập nhật sáng nay. Lúc đó khoảng tầm 9 giờ 40 phút thì Hùng Lê đã ra một bản tin có nói về nội dung sóng hồi của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Tại thời điểm đó thì Hùng ghi nhận dòng tiền chờ mua, dòng tiền mua chủ động đã tăng đột biến. Và trong cái nội dung clip đó thì Hùng cũng đã trình bày cùng các anh chị đó, tại thời điểm đó thì dòng tiền chờ mua và mua đã tăng rất là tốt. Và chính vì vậy nên các anh chị sẽ đây là cái thời điểm quan trọng để có thể dự báo rằng thị trường của chúng ta sẽ xuất hiện một sóng hồi. Và nếu như các cái vị thế mà các anh chị mà xác định đánh T cộng thì phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ xúc múc cật lực, và T cộng thì chúng ta ra hàng. Các anh chị lưu ý là như vậy. Ở thời điểm hiện đó đấy, chúng ta canh thị trường chỉnh đỏ để mà chúng ta xúc và chúng ta múc. Đấy là một cái xu hướng và cũng đã có phân tích rất kỹ ở trong video sáng ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN Index, chỉ số VN 30, chỉ số phái sinh đã có một cái phiên giao dịch rất là kịch tính, các anh chị, rất là kịch tính. Và bây giờ thì Hùng sẽ đi vào nội dung chi tiết của bản tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở đây là tham số của chỉ số VN 30, các anh chị, chỉ số VN 30. Thì trong buổi chiều chỉ số VN 30 đã test về điểm sâu nhất là nó test thủng qua vùng 1160, nó chỉ thủng một tí tẹo thôi, nó về khoảng vùng 1158.5. Và sau đó thì chỉ số phái sinh, chỉ số VN 30 của chúng ta đã rút chân lên và cây nến giờ ở trong phiên chiều là rất là tốt, tức là cây nến giờ từ 13 đến 14 giờ chỉ số VN 30 đã rút chân lên trên vùng 1180 điểm. Và sau đó thì nó kết phiên ở vùng 1193 điểm. Một cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là sau khi mà chỉ số RSI nằm ở vùng quá bán thì hiện tại các anh chị nhìn thấy đây, chỉ số RSI đã bắt đầu có một cái mức phục hồi khá là tốt. Như vậy khả năng với đà phục hồi hiện tại thì có thể chỉ số VN30 ngày mai nó sẽ tiệm cận lên vùng cản kỹ thuật ở vùng 1200 đến vùng 1206 điểm, anh chị, ở khoảng cái vùng này. Bởi vì đây là một cái vùng cản, đây nó sẽ trở thành một cái vùng cản đường ngắn hạn của chỉ số VN30, và khả năng khi mà chỉ số này kéo vượt lại về vùng 1200 điểm thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại test cung kỹ thuật. Và kỳ vọng chỉ số VN30 sẽ test lại thành công, chỉ số VN30 sẽ test lại thành công ở vùng 1185,5 điểm. Tức là ok, cái xu hướng test tích lũy lại ở vùng 1185 đến khoảng vùng 1190 điểm ở đây, nó tích lũy thành công ở vùng này, và sau đó chỉ số VN30 của chúng ta kéo vượt thoát lại cản kỹ thuật ở vùng 1206 điểm và sau đó vượt thoát ở vùng 1210. Và khi chỉ số VN30 vượt thoát vùng 1210, chính thức xác nhận sóng hồi, các anh chị, chính thức xác nhận sóng hồi. Và trong phiên ngày hôm nay, trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã có phân tích cho các anh chị cái xu hướng của sóng hồi, xu hướng của tạo lập, và cái xu hướng của phiên giao dịch ngày hôm nay chính là một phiên mà chúng ta sẽ bắt đáy, bắt cật lực, các anh chị. Nếu chúng ta xác định bắt đáy thì chúng ta phải bắt cật lực trong phiên ngày hôm nay. Và tại thời điểm chỉ số VN30 đó về vùng hỗ trợ sát ở vùng 1160 đến vùng 1165 điểm thì đấy là cái cơ hội cực kỳ tốt để cho anh chị bắt đáy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, chỉ số tiếp theo đó là chỉ số VN30F1B hay anh chị em còn gọi là chỉ số phái sinh. Thì như các cái bản tin Hùng đã có phân tích trình bày ở trong bản tin video ngày 21 tháng 8, chỉ số VN30F1M nó sẽ có xu hướng quay trở lại test cung kỹ thuật ở khoảng vùng 1180 đến vùng 1182. Khi cái vùng này nó bị thủng thì nó sẽ quay trở lại vùng 1176 và sâu hơn sẽ là vùng 1160 đến vùng 1165. Thì các anh chị nhìn thấy đây, chỉ số VN30F1M ở trong phiên ngày hôm nay nó test điểm sâu nhất chính là cây nến giờ kết thúc trong phiên sáng, nó nằm ở vùng 1161.5 điểm, các anh chị, 1161.5 điểm, tức là nó xích soát đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 1160. Và đến cây nến chiều, cây nến 13 đến 14 giờ thì nó rút chân lên và nó tăng cực kỳ mạnh, nó vượt thoát lên được vùng 1190, sau đó tiếp tục test lại đấy các anh chị này. Cây nến sau 14 giờ, anh chị, cây nến sau 14 giờ chính là cây nến mà chỉ số phái sinh một lần nữa kiểm định lại vùng 1180 đến vùng 1183.
Ok, và kết thúc phiên thì chỉ số phái sinh cũng đã tăng khoảng tầm 35 điểm, rút chân lên khoảng tầm 35 điểm, và đây là một mức rút chân cực kỳ tuyệt vời. Với xu hướng hiện tại thì chỉ số phái sinh của chúng ta cũng sẽ tiệm cận vùng cản ở vùng 1.200 điểm đến vùng 1.206 điểm các anh chị. Và khi chỉ số phái sinh ở tiệm cận về đến cái vùng này thì khả năng cao nó sẽ có một nhịp quay trở lại. Và nhịp quay trở lại này thì cũng dự báo test tích lũy lại ở khoảng vùng 1.187 đến vùng 1.190 điểm. Ok. Và dự báo khi test thành công tích lũy ở vùng này thì chỉ số phái sinh của chúng ta tiếp tục công cản 1206 và sau đó sẽ vượt vùng 1210. Và khi chỉ số phái sinh vượt xác suất nó vượt vùng 1210 thì nó cũng xác nhận sóng hồi của chúng ta bắt đầu. Đó, phiên này là chân sóng các anh chị nhá. Phiên này là chân sóng, chính vì ta bắt hàng ở chân sóng. Thế còn phiên mai nó test tích lũy quay trở lại thì chúng ta bắt tiếp, và khi mà chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 vượt mốc 1210 thì các anh chị có thể mua điểm cuối để chúng ta bắt đầu một cái hành trình sóng tăng ở trước mặt. Ok, đến bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích tiếp chỉ số VN Index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đối với chỉ số VN Index trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số này đã tiếp tục quay trở lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1160. Và trong phân tích kỹ thuật thì cũng có nói với các anh chị rồi, khả năng chỉ số VN Index có thể nhún về vùng 1150, và cá biệt ở trong phiên chỉ số này có thể lao về vùng 1135 điểm đến vùng 1140 điểm và sau đó rút chân lên, hay còn gọi là tắt ao bắt cá. Nếu như những nhà đầu tư mà đã cùng đồng hành với cá nhân Hùng Lê lâu ngày lâu rồi thì các anh chị sẽ hiểu được cái thuật ngữ gọi thế nào gọi là tắt ao bắt cá. Thì có thể trong phiên nó sẽ nhún về đây và sau đó nó gì, nó bằng nó kéo lên. Thì trong phiên ngày hôm nay là một phiên mà có thể cũng tạm gọi là một phiên tắt ao bắt cá các anh chị, tạm gọi một phiên tắt ao bắt cá ở vùng chỉ số VN Index ở vùng 1150 điểm đây, và sau đó thì có hai cây nến hồi rất là mạnh và hiện tại thì nó cũng đang tiệm cận lại. Như vậy là nó đã tiệm cận lại vùng 1180 điểm đến vùng 1183 điểm ở đây, chính là cái vùng hỗ trợ trước mắt, thì bây giờ nó trở thành vùng cản. Như vậy mục tiêu của chỉ số VN Index khả năng nó sẽ hướng về vùng cản tiếp theo, đó là vùng 1190 đến khoảng vùng 1195 điểm các anh chị, chính là ở đây. Đó, nó sẽ hướng về cái vùng này, nó sẽ hướng về cái vùng này. Đó, đây là mục tiêu. Đây là mục tiêu. Và trước khi mà nó thực hiện cái mục tiêu này thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại, nó sẽ test cung một lần nữa. Trong trường hợp nếu mà chỉ số VN Index test về ở vùng 1170, 1173, 1175 điểm, test tích lũy thành công ở vùng này và lực long quay trở lại thì đó là thời điểm, có thể là thời điểm tốt nhất, thời điểm cuối cùng để những nhà đầu tư quyết định vào cổ phiếu, vào hàng cổ phiếu thì sẽ bắt ở những cái thời điểm này. Thì đây cũng là một cái thời điểm vàng để các anh chị có thể bắt thêm cổ phiếu. Ok. Thì tất cả những cái kiến thức mà Hùng Lê truyền tải ở trên các clip thì gần như đó là các cái kiến thức thực chiến các anh chị, nó không có sách vở và nó cũng không có một cái gì nó dạy cả. Quá trình nhà đầu tư ở trên thị trường lâu năm và chúng ta sẽ tích lũy kinh nghiệm, và khi mà chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ chia sẻ cho anh em cộng đồng nhà đầu tư những cái kiến thức hay, những cái mô hình hay, những cái mô hình tăng trưởng của thị trường cũng như cổ phiếu, thì đấy sẽ là những cái giá trị mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các anh chị em ở trên kênh TikTok. Thế còn trên các mạng xã hội khác thì cũng đã làm từ rất là lâu rồi, nhưng bây giờ thì mới quay trở lại kênh TikTok để trẻ hóa đi một tí. Bản cập nhật chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 đến đây là hết. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với em Hùng Lê. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.